Xin chào anh Tuy ở Cà Mau, mình là Nhật Audio. Hiện tại thì Nhật đang test cặp loa Yamaha NS1000 Monitor trước khi giao hàng cho anh. Đây mời anh. Xa nhau đã cách xa rồi, ta đã xa cách lâu rồi. Đây, số series sản phẩm 25418 L. Cái này là loa trái, ở kháng 8 ohm. Đây, bên dưới là 25418 R. Cái này là trùng luôn một số series, được sản xuất bởi Hamamatsu Japan. Đây, cái này thì đặc biệt thì nó sẽ có thùng gỗ vàng. Đây, mình đang chơi với âm đi của Hakman Kaiden. Đây, mình test. Đây, tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi, mà lòng người thường hay thay đổi. Đời mình còn nghĩ gì, ước mơ là chỉ một lần buồn chưa bối qua. Quê cũ khi bao tình tôi mến đêm trăng rằm, mong ngày hiền hòa bên mái tranh. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa. Lời đau ta rót vào tim nhau trong mê biết nói sao. Từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối yên vui rồi. Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi. Còn thương nhau nhé xin quên.
Tuy ở Cà Mau, đẩm hội Nhật Auto. Và bây giờ Nhật sẽ bắt đầu đóng thùng xốp trước khi giao hàng cho anh. Ok, xin chào anh. Bây giờ thì Nhật sẽ bắt đầu ra nhà xe Phương Trang để giao hàng cặp loa cho anh Tuy ở Cà Mau.